rồi Chúa kêu họ đem xa ra khỏi bờ một chút. Họ đậu thuyền ở đó, họ đi dọc lưới chỗ khác. Vì cớ suốt một đêm họ đánh cá không có con nào, phải không? Bây giờ Chúa xuống thuyền, rồi Chúa kêu họ đem thuyền ra xa bờ một chút. Họ đem xa ra không? Đem. Rồi bây giờ Chúa bảo họ là bây giờ Simon, tức là Phi-e-rơ, nói cái gì? Suốt đêm không bắt được chi hết. À, cho nên là chúng tôi mới neo cái thuyền ở bờ. Nhưng mà bây giờ có một điều, dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Tức là dầu vậy Simon và cũng bơi cái thuyền đó đi ra chỗ sâu rồi mới thả lưới, phải như chưa? Tức là Simon đã làm rồi suốt đêm, bây giờ làm thêm một chặt nữa, một đêm rồi con gần chết luôn, không bắt được con nào hết trơn á. Bây giờ chú kêu con bơi ra ngoài sâu thả một chặt nữa y chang vậy thôi, không được con nào hết. Có đây là cái đề, có không? Có chứ không phải là như Phiên Nhân Đơn bảo rằng là dầu vậy tôi vẫn nghe lời thầy và tôi bơi thuyền liên ra đổ sau để là phản phản cứu, thấy không? Ngày nay Cơ Đốc Nhân vẫn nói cả suốt một năm con làm gần chết mà cũng không được cái gì, bây giờ chú cũng biểu con hãy đi hầu việc chú đi, chú cũng biểu con hãy đi nhớ thân cảnh đi, chú cũng biểu con đi học kinh thánh đi. Suốt một năm như vậy con làm như vậy, thậm chí con mình tới đây 8-9 năm rồi cũng y chang vậy mà con cũng không đánh được con cá nào hết. Có không? Có. Phải vậy không? Mặc dù chúng ta không nói với Chúa như thế, nhưng trong cuộc sống chúng ta có những lúc chúng ta biểu hiện cách làm của mình y như là chúng ta đang trả lời với Chúa. Suốt một quãng đời con hàng ngày được cái gì? Và bây giờ Chúa cũng biểu con đi thả thuyền sâu, đi bơi ra thì